cái điều nào nó đang ràng buộc các bạn, cái điều gì nó khiến các bạn muộn phiền và khổ đau. Bình trong từ bình thường á, có nghĩa là để chúng ta bình thường được với cuộc sống á, thì đó cũng đồng nghĩa với việc á, chúng ta phải có sự bình an trong nội tâm. Cái từ bình đầu tiên này, nó là cái từ bình an. Tại sao mình lại chưa có sự bình an? Cái điều nào nó đang ràng buộc các bạn? Cái điều gì nó khiến các bạn muộn phiền và khổ đau? Đầu tiên á, sợ và lo lắng. Nói thật với các bạn, chúng ta là những con người sống trong nỗi sợ. Và chúng ta đã sống trong nỗi sợ từ rất nhiều năm rồi. Thậm chí gia đình nhà chúng ta đã sống trong nỗi sợ từ rất nhiều thế hệ rồi. Thế nên không thể nói là mình không sợ được, tại vì rất nhiều người phải sống trong cái sự sợ hãi đó. Tuệ An vẫn nhớ đó là khi mà Tuệ An bắt đầu cai sữa cái bạn lớn, vì lúc đó mình có sinh cái bạn nhỏ, thì bạn lớn là buổi tối là ông bà ngoại bắt đầu giúp mình để chăm, để bế lúc đó, để cai sữa mẹ mà. Và bà thì sẽ dỗ con khóc ở bên trong, ông thì sẽ ở ngoài phòng, và ông sẽ liên tục dùng một cái gì đó để tạo ra tiếng kêu, đập beng beng vào cái mâm hoặc là làm gì đó. Và bà trong đấy khi nghe thì tiếng ông đập thì sẽ nói: đấy, ông bà bị đấy, ông chuẩn bị vào rồi đấy, còn nín ngay không thì bảo nín ngay đi, không ngủ á, ông bà bị vào rồi đấy. Và lúc đầu nó chả thấy ông ba bị là cái gì, ông chả hiểu là gì từ hồi nó bé xíu, nhưng mà thấy những cái tiếng kêu rất là ghê rợn, âm thanh rùng rợn mà ông ngoại cố tình tạo ra ở phía ngoài, thì nó bắt đầu nhận ra rằng ở ông ba bị là một cái điều gì đó rất là sợ, và nó sợ và nó im. Sau đó rồi á thì được, có rất nhiều đứa trẻ tiếp tục được nuôi dưỡng bằng cách là có ăn không, công an đứng đầy đường kia kìa, bắt bỏ vào tù bây giờ. Và chúng ta sẽ thường xuyên bị dọa một cái điều gì đấy để làm cho chúng ta sợ, để chúng ta vâng lời. Và khi mà mình bị dọa suốt ấy, thì mình bắt đầu có cái nỗi sợ dần lớn hơn. Các bạn biết tại sao em bé đẻ ra lại khóc không? Vì đẻ ra nó đã sợ rồi. Nó sợ bởi vì khi nó ở trong bụng của mẹ nó rất là an toàn. Nhưng khi mà nó phải ra cuộc đời này, lần đầu tiên trong cuộc đời nó phải tự thở, tự đi vệ sinh, tự ăn, tự sống. Và nó đã rất là sợ rồi. Và bởi vì như thế nó mới cần sự ôm ấp của cha mẹ. Và những liệu pháp sinh con xong bây giờ là sinh con xong không tách con ra luôn, mà phải để cho mẹ hoặc cha ôm ấp con, da kề da, xúc chạm bằng tình thương, để giảm bớt đi cái nỗi sợ của em bé, để em bé cảm nhận được nhiều hơi ấm hơn. Và mình thấy là từ nhỏ mình đã bị tích lũy cái nỗi sợ đó, đến lúc mình lớn dần lên nữa, mình cũng có nhiều nỗi sợ hơn thế. Chúng ta sợ ma là bởi vì chúng ta xem phim ma quá nhiều, chúng ta nghe kể chuyện ma quá nhiều. Mà chuyện ma là do ai viết các bạn? Người viết. Phim ma là do ai làm các bạn? Người làm. Vậy thì chính người làm cho chúng ta sợ đúng không? Chứ không phải ma làm cho chúng ta sợ. Ma không có sáng tác ra phim ma, ma cũng không có viết chuyện ma. Chính con người làm điều đó, và chính con người lại đi sợ ma. Đến lúc mà mình có người yêu ấy, mình thấy bởi vì bên trong mình cũng có nhiều nỗi sợ, thế nên thật ra mình cũng dọa người ta nhiều. Anh mà như thế này nữa là em sẽ bỏ anh đấy rồi. Bây giờ nếu mà lấy nhau rồi thì câu nói đó chắc cũng không có tác dụng nhiều. Nhưng cái thời mà mới yêu nhau á, thì cái dọa bỏ, dọa chia tay, rồi dọa không nhắn tin nữa, rồi chiến tranh lạnh là nó có tác dụng. Cái thời mới yêu thôi, thì mình thấy mình cũng áp dụng cái chiêu dọa nạt để lấy cái nỗi sợ của họ, để họ phải quay trở về để quan tâm lấy mình. Thế nên là mình được nuôi nấng bằng cái nỗi sợ đó. Và bây giờ khi chúng ta dần lớn lên nữa, công nghệ thông tin phát triển nữa, chúng ta tiếp tục được nuôi bằng nỗi sợ. Các bạn thử xem tivi mà xem, tai nạn giao thông này, cháy nhà này, rồi cướp của này, rồi lừa đảo trên mạng này, và các bạn sợ. Thế là chúng ta đang sống trong một môi trường đầy rẫy sự sợ hãi. Thế nên bản chất bên trong của chúng ta là sợ. Sẽ đến lúc giống như bạn là sợ mà không biết mình sợ cái gì luôn. Đi học thì cũng thấy sợ, đến đi làm rồi thì cũng thấy sợ, kết hôn xong rồi thì cũng sợ, lúc chưa kết hôn nhá thì sợ là không lấy được chồng, nhưng mà đến lúc lấy chồng xong rồi lại sợ là không đẻ được con, đến lúc đẻ được con rồi lại sợ là không đẻ được con trai, xong đến lúc đẻ được con trai con gái đầy đủ rồi lại sợ là nó không nên người,
Sau đó thì nó đen người rồi, lại sợ là chồng mình không còn thương mình như ngày xưa. Sau đó rồi thì lại sợ mình bị bệnh. Sau đó lại sợ mình chết. Mà ai chả chết. Có sợ chết đến mấy thì vẫn chết. Thậm chí có những người bảo thôi, chết sớm đi nó là còn sướng hơn là đang sống nữa. Thì chúng ta được nuôi lớn bằng cái nỗi sợ đó. Thế nên nỗi sợ đó luôn luôn ở bên trong con người chúng ta. Vậy nên để chúng ta phá vỡ được cái nỗi sợ này này, có mấy cách như sau. Một trong những quy luật của vũ trụ này là bạn tập trung vào điều gì thì điều đó sẽ càng lớn mạnh và càng mở rộng. Nếu như bạn càng tập trung vào nỗi sợ thì các bạn càng sợ. Có rất nhiều cách các bạn vô hình tập trung vào nỗi sợ, giống như vô hình tập trung quá nhiều vào những thông tin tiêu cực mỗi ngày. Các bạn coi cái đầu mình nó như là cái thùng rác vậy. Và cái thùng rác này bất kể ai bỏ cái rác gì vào đó, bạn đều tiếp nhận. Nhưng đến một lúc bạn sẽ tỉnh ra và thấy rằng đầu mình không phải là thùng rác. Thế nên là người ta bỏ vào á, mình có quyền tiếp nhận hay là không. Việc vứt rác vào cái thùng đó là việc của người ta, nhưng việc nhặt cái rác đó ra vứt đi hoặc đậy cái nắp thùng rác lại là việc của mình. Vậy thì khi ai đó chửi bạn một câu á, bạn cũng có thể coi đó là rác. Và bạn có năng lực đóng nắp thùng rác hoặc là không? Vậy thì nếu như ai đó đang nói với bạn một điều tiêu cực nghi ngờ, bạn cũng có khả năng đóng nắp thùng rác của bạn lại. Nhưng vấn đề là các bạn phải biết cách đóng nắp thùng rác bằng việc đó là các bạn hiểu rằng không phải người ta muốn ném vào mình cái gì cũng được. Người ta ném là việc của người ta, nhưng cái phản ứng của mình có tiếp nhận cái thứ đó không thì là việc của mình. Và mình không thể bảo người ta ngừng ném, nhưng mình có thể bảo mình có tiếp nhận hay không. Và nếu như chúng ta không tập trung vào điều đó nữa, bằng cách không tiếp nhận những cái thứ tiêu cực nữa, là không tập trung vào tiêu cực và nỗi sợ nữa, chúng ta hãy tập trung vào những thứ đối nghịch với nỗi sợ. Khi các bạn phát triển những thứ đối nghịch với nỗi sợ thì tự nhiên nỗi sợ sẽ tiêu biến đi. Cái gì đối nghịch với nỗi sợ? Đó là nội lực. Nội lực càng cao thì nỗi sợ càng nhỏ. Nội lực sẽ đến từ đâu? Một, nội lực đến từ sự hiểu biết. Để có sự hiểu biết thì chúng ta cần làm gì? Chúng ta cần học. Học xong, chúng ta cần nghĩ về cái học đó, được gọi là tư duy, nghĩ sâu á. Và nghĩ sâu xong á, chúng ta cần rèn nó, áp dụng. Học, nghĩ sâu và rèn, lúc này chúng ta sẽ có được sự hiểu biết đúng. Tại vì đọc, học hay nghe á, nó chưa mang đến sự hiểu biết thật sự cho các bạn. Các bạn cần phải ngồi xuống tư duy về nó, xem là nó phù hợp với mình ở chỗ nào và chưa phù hợp với mình ở chỗ nào. Và cái điểm mà phù hợp với mình đó thì mình sẽ áp dụng nó như thế nào trong cuộc sống. Và mình bắt đầu mình lôi cái đó ra và mình làm nó. Vậy thì chúng ta mắc cái chỗ này này, bởi vì chúng ta chưa nghĩ sâu ấy, và chúng ta chưa thực sự rèn nó nên nó chưa biến thành cái hiểu biết của chúng ta. Và khi chưa có hiểu biết thì nội lực nó vẫn ở chỗ đó, nó không mạnh lên được. Cái điều tiếp theo nữa để có được cái nội lực bên cạnh cái sự hiểu biết chân chính phải đến từ cái sự rèn luyện này á, đó là nói thật với các bạn, không nói lý thuyết nhiều nữa. Nhưng để có nội lực thật sự, các bạn có thể có rất nhiều công thức, nhưng tụi em thấy thật sự này, nội lực của một con người sẽ có khi mà chúng ta vui. Chúng ta buồn chúng ta không có nội lực này. Khi chúng ta vui ấy, thì nội lực của chúng ta bắt đầu được phát triển. Con người có rất nhiều điều đặc biệt với niềm vui. Và niềm vui ấy, nó chính là chất keo kết dính chúng ta với một người nào đó hoặc với một hoạt động nào đó. Khi các bạn không có niềm vui ở trong gia đình của mình thì tất cả những thành viên trong gia đình đó đều có sự lo âu, sợ hãi, bất an và tính toán. Họ sẽ tính làm sao họ đi chơi về càng muộn càng tốt. Họ sẽ tính làm sao để cho họ không phải gặp bạn càng nhiều càng tốt. Vậy thì hãy tìm niềm vui trong cuộc sống. Tìm bằng cách nào? Tìm bằng cách này này, ngồi yên này, làm khách. Các bạn sẽ có rất nhiều niềm vui. Làm khách sẽ có nhiều niềm vui. Làm chủ không vui tí nào. Những người càng làm chủ nhiều là những người càng mệt mỏi nhiều. Những người càng làm chủ nhiều là những người càng căng thẳng nhiều.
Và nếu như có những ai mà ở nhà chúng ta cũng là chủ nhà, đến văn phòng chúng ta cũng là chủ của cái nơi đó, thì chúng ta thấy áp lực và căng thẳng là nhân đôi. Bởi vì lúc nào chúng ta cũng phải làm chủ hết. Vậy thì để chúng ta có niềm vui ấy, làm chủ ít vui lắm các bạn. Làm khách mới vui này. Làm khách là gì? Khách vào chơi nhà mình ấy, khách có bao giờ đi rửa bát không? Không. Khách có bao giờ đi đổ rác không? Không. Khách ngồi ở đâu? Phòng khách. Có phải chủ nhà dọn cái chỗ đẹp nhất cho khách ngồi không? Đặc biệt là khách quý đúng không? Thế thì khách sẽ ngồi chễm chệ ở cái phòng khách, chủ nhà thì vật lộn ở trong bếp. Bạn phải cho phép mình được làm khách thì tự nhiên bạn sẽ thấy mình có niềm vui. Vậy thì tất cả những bạn mà lo âu, căng thẳng, mệt mỏi, các bạn học làm khách giúp cho tôi cái. Khi các bạn làm khách càng nhiều, các bạn càng có sự thư giãn, các bạn càng có sự thoải mái, thì các bạn càng nhìn ra nhiều niềm vui. Thế nhưng đừng có làm khách quá đà. Mỗi tuần một bữa thôi. Bữa nào cũng làm là thành bãi rác luôn đó. Mỗi tuần cho phép mình một bữa thôi nha. Làm khách một buổi thôi. Hoặc một năm mà mình thấy mình đã cật lực cả một năm nó rồi, để cho mình 2 tuần, 1 tháng làm khách đi, chơi đi. Và nội lực sẽ tăng nữa. Khi các bạn đã có được một chút nội lực rồi nha, các bạn sẽ phải biết rèn nó. Nội lực sẽ tăng khi bạn tu sửa, khi bạn rèn giũa chính mình. Nhưng cái này này, để mà làm được cái tu sửa này này, thì bạn phải có niềm vui và bạn phải có sự hiểu biết đúng. Thì cái tu sửa này cũng giống với cái rèn ở đây này. Và lúc đó bạn phải làm điều này. Rồi, dừng lại ở đó. Khi mà nội lực này đã tăng, bạn sẽ thấy nỗi sợ này bắt đầu nó nhỏ đi dần. Và khi nó đã nhỏ đi dần, thậm chí nhá, bạn có thể gọi nó lên. Ê, nỗi sợ, lên đây ngồi nói chuyện. Các bạn hiểu ý Tuệ An không? Những bạn nào hay ngồi tĩnh lặng, các bạn sẽ nhận ra rằng mình có thể gọi những cái tâm trí ở bên trong của mình ra để nói chuyện với mình. Còn bạn nào chưa thử mà thấy điều này hơi cao siêu ấy, thì nói với các bạn nó cao siêu thật đấy. Chỉ những người thông minh mới làm được thôi. Thế nên các bạn hãy là những người thông minh đi. Ngồi tĩnh lặng có đủ nội lực rồi, gọi. Ê nỗi sợ, hôm nay lên đây nói chuyện chơi. Nỗi sợ, mình đã nói. Nỗi sợ, đang sợ cái gì? Nói chị nghe. Em sợ chồng em nó bỏ em đi. Thế nếu mà nó bỏ đi thật ấy, thì em có lôi nó về được không? Không ạ. Thế nó đã bỏ đi chưa? Chưa ạ. Thế thì sao phải sợ? Ừ đúng rồi, không phải sợ. Đấy là một trong những cái cách rất thông minh ấy. Khi các bạn có thể gọi được cái nỗi sợ của các bạn lên và các bạn nói chuyện về nó. Và lúc đó các bạn có thể nói bằng bất kể cái ngôn từ nào, không cần văn hoa màu mè, những ngôn từ như Tuệ An vừa nói cũng được. Miễn là các bạn thích ngôn từ đó. Tại vì các bạn đang nói chuyện với chính mình mà, chứ các bạn còn đang nói chuyện với một ai khác đâu. Nên các bạn cứ thoải mái sử dụng cái điều gì mà các bạn cảm thấy nó chạm vào các bạn nhiều nhất. Và bạn nói như thế, cái nỗi sợ của các bạn mới nghe đó. Vậy thì một, phát triển những thứ đối lập với nỗi sợ. Hai, đã có đủ mạnh thì lôi cái nỗi sợ đó lên nói chuyện cùng. Và khi đó nỗi sợ của các bạn sẽ bắt đầu được yêu thương, được ôm ấp, được ghi nhận. Và dần dần nó sẽ bắt đầu giảm bớt. Lo cũng có cái gần giống sợ mà cũng có cái khác sợ. Lo nó giống sợ ở chỗ nào này? Sợ là đa phần những nỗi sợ nó được chúng ta tích lũy và hình thành từ rất là lâu rồi ở bên trong chúng ta. Nhưng nỗi lo ấy là đôi khi ấy, bởi vì 2 lý do lớn sau mà chúng ta lo. Cái lo số 1 ấy, là bởi vì chúng ta muốn mọi thứ phải xảy ra như ý chúng ta. Có phải vậy không? Chúng ta muốn tất cả mọi thứ xảy ra nó phải y như là cái ý của mình đã định sẵn ấy. Thế nên chúng ta lo tất cả cũng để cho mọi thứ nó phải đúng kế hoạch, đúng như mình muốn. Có phải vậy không? Và thứ hai, cái lo nó liên quan đến cái sợ nữa. Là chúng ta lo bởi vì chúng ta sợ. Sợ không như ý mình. Sợ những cái điều không như ý mình. Những cái điều khó khăn, những cái điều bất mãn, những cái điều khổ đau, những cái điều tệ nó đến. Và thế là mình lo là bởi vì 2 cái này thôi. Vậy thì bây giờ mình dùng hiểu biết đúng này. Giống như công thức lúc nãy, mình dùng hiểu biết đúng, mình nhìn này. Mình có bao giờ muốn tất cả mọi thứ như ý mình đâu không? Nếu như tất cả mọi thứ như ý mình á, thì đó lại là cái bất như ý lớn nhất. Bởi vì có rất nhiều đứa trẻ đã được sinh ra bằng một cái hoàn cảnh, đó là mọi thứ đều như ý chúng.
Bởi vì bố mẹ chúng sẽ lo chúng hết, không cái gì là không như ý chúng cả. Và đó lại là cái bất như ý lớn nhất. Bởi vì sau này khi không còn cái bảo bọc từ bố mẹ nữa thì chúng sẽ không thể trụ được trong cuộc đời này. Bởi vì bản chất cuộc đời này là không cố định, luôn đổi thay, chẳng biết trước được cái điều gì hết ấy. Thế nên muốn nó như ý là không có. Thì nếu như chúng ta bắt đầu hiểu cái bản chất này, chúng ta không còn muốn nó như ý mình nữa, mà như ý mình cũng được, không như ý mình cũng được. Và đôi khi có những người họ có đủ bản lĩnh để biến những việc từ không như ý trở thành như ý. Và trong cuộc sống, tình yêu, hôn nhân cũng như thế. Có rất nhiều người á, họ đã chia tay một cái người mà họ đã có nhiều tổn thương với họ. Nhưng sau đó á, vì họ đã chấm dứt cái mối quan hệ đó mà họ lại mở ra một cánh cửa, họ có thể kết nối được với những mối quan hệ mới rất tốt. Vậy thì chính họ đã biến được cái không như ý, tại vì chẳng ai muốn tan vỡ một mối quan hệ. Nhưng chính cái thái độ, chính cái việc rèn giũa bản thân, chính cái sự tử tế và tình thương của họ khiến cho họ có một cái kết thúc mới đẹp. Tôi ăn gặp rất nhiều người, họ tái hôn và họ có một cái cuộc sống sau rất đẹp. Nhưng Tuệ An cũng gặp những người ly hôn đến 4 lần mà vẫn không hạnh phúc. Tại vì tất cả như ý hay không như ý nó nằm ở chính chúng ta thì nhiều hơn. May mắn nó cũng nằm ở chính chúng ta thì nhiều hơn. Tại vì vũ trụ này giải may mắn công bằng cho tất cả mọi người. Nhưng người nào mà có đủ nguồn lực và thái độ tốt để nắm cái đó ấy, thì người đó sẽ nắm được cái may mắn đó. Vậy nên nếu chúng ta hiểu điều này, chúng ta không còn muốn như ý hay sợ nó không như ý nữa. Và để chúng ta hiểu điều này, nếu như ngay ban đầu chúng ta đang rất yếu mà để chúng ta hiểu điều này, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải tiếp xúc với những người họ đã có điều này, họ đã làm được điều này, thì lúc đó cái niềm tin của chúng ta vào điều này nó tăng lên gấp bội. Bởi vì chúng ta nhìn thấy cái hành trình của họ, họ cũng đã từng như thế giống như mình và bây giờ họ không như thế nữa. Thì chính cái niềm tin của mình được nhìn thấy cái điều đó tận mắt ấy, nó khiến cho mình khắc sâu cái sự tin tưởng đó. Còn đôi khi mình đã đang vun đắp được một cái niềm tin, nó đang bắt đầu nhen nhóm ở bên trong, nhưng mình quay trở về, mình nhìn cái môi trường cũ của mình, toàn những cái người nói điều ngược lại, niềm tin của mình lung lay ngay lập tức. Chúng ta phải cẩn thận khi chúng ta nói cái từ tin, tại vì chúng ta cần phải quay trở về đo lường xem cái niềm tin của chúng ta thật sự nó ở cấp độ nào, nó ở bao nhiêu ấy. Chúng ta tin thật sự điều đó, dù chết chúng ta cũng tin, thế nào chúng ta cũng làm nó, hay là chúng ta chỉ tin khi mà chúng ta được như ý mình thôi. Còn không như ý mình một cái, chúng ta hết tin với cái điều đó. Thì cái niềm tin mà bị lung lay á, là cuộc đời này của chúng ta sẽ mông lung.